Xin chào tất cả các bạn, mình Hồng Huyên đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình Việt Nam Discovery, khám phá Việt Nam muốn màu muốn vẽ. Ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn một quán internet Shopee mà mới nhất, hiện đại nhất của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đó là quán nét Shinbee ở 39 Nguyễn Nhạc, đường Ngô Mây, gần đường Ngô Mây và gần Đại học Quy Nhơn. Đây là một quán internet Shopee phải công nhận là nằm gần thành phố, nằm tuy nằm trong một con đường hẻm nhưng mà quán lúc nào cũng đông người. Thực chất thì vào bên trong mình khám phá được đây là một nơi lý tưởng để các anh chàng chiến binh thích chơi các trò game thủ, hay các chị gái người thích đánh văn bản, vì nơi đây có màn hình, không gian rộng, có cao tầng, có phòng ốc riêng. Đó là những cuộc thi đấu trường khép kín cho các anh chàng mải mê, tha thiết và say mê với việc game thủ đấu trường và chiến đấu hết mình vì các loại game và yêu thích thể thao, yêu thích loại hình giải trí, đó là loại hình chơi game, computer game. Quán được thiết kế hai phòng trên lầu các bạn. Rất hay là các cái tivi màn hình rộng ở đây, màn hình lớn, siêu phẳng và chất lượng độ dài, phân dài cực kỳ cao. Phòng thi đấu, máy lạnh, cao ốc, ghế, sofa rất đẹp. Đầy đủ các loại nước, trang thiết bị thì tiện nghi, tiện ích. Ở đây có hệ thống phần mềm quản lý từ xa, các bạn không cần phải lên xuống để nộp tiền, nộp thẻ. Ở đây họ quản lý qua máy móc cho nên rất là tiện nghi và tiện lợi các bạn. Mình đặc biệt chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ chơi internet game thủ và các loại game siêu cao tốc với màn hình rộng đẹp, phân giải cao và có nhiều giây phút thảnh thơi và quyết chiến hết mình. Tạm biệt các bạn. We'll be right back.